Tây phương cực lạc thế giới là trường học, là đạo tràng. Sự nghiệp của Phật là dạy học, sự nghiệp của đại chúng là cầu học. Phật dạy chúng ta niệm Phật, cầu vãng sanh, là để đến đó làm học sinh, ngày ngày lên lớp. Với thọ mạng dài vô lượng kiếp, tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà, đâu có lý nào không thành Phật, quyết định sẽ thành tựu. Tây phương cực lạc thế giới là trường học, vãng sanh đến nơi đó không vì việc khác mà là để du học, trao dồi trí tuệ đức năng của mình cho viên mãn, sau đó quay về giúp đỡ những chúng sanh bị khổ nạn. Tôn chỉ của Tây phương thế giới là tập huấn thành Phật và Bồ Tát. Khi đã tập huấn viên mãn, các vị Phật và Bồ Tát phải đến mười phương thế giới để hóa độ chúng sanh, không phải ở Tây phương để hưởng lạc. Cho nên pháp môn Tịnh độ không tiêu cực, Tây phương cực lạc cũng quyết không phải là nơi để mình tị nạn. Tây phương cực lạc thế giới chỉ có một việc làm, làm thầy giáo hoặc là làm học sinh, ngoài việc đó ra không có việc khác. Quý vị xem lại tất cả các kinh khác, Tây phương cực lạc thế giới còn có những việc khác không? Không có. Giảng kinh là thầy giáo, nghe kinh là học sinh. Đây mới hiểu rõ Tịnh độ thật sự thù thắng. Tây phương cực lạc thế giới cũng không nghe nói nơi đó có người làm công, làm ruộng, buôn bán. Những việc này đều không có. Họ làm những việc gì? Ngày ngày học tập, đọc những quyển sách mình ưa thích, làm những việc mình hoan hỷ làm. Quý vị xem thật vui vẻ biết bao. Làm sao để đến được cực lạc thế giới? Chỉ cần tính tâm kiên định, một lòng tin tưởng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chuyên tu thì thành công. Tây phương thế giới là một trường đại học Phật giáo do thập phương chư Phật đồng sáng lập, cung thỉnh A Di Đà Phật làm hiệu trưởng. Trong đó, người phụ trách thành viên của Đổng Sự Trưởng là mười phương chư Phật Như Lai. Cho nên, không có một vị Phật nào mà không giới thiệu về Tây phương cực lạc và khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh về nơi đó. Sanh đến thế giới đó, so với những vị tu học ở nơi thế giới khác, thì đạo nghiệp của quý vị mới có thể trong một đời thành tựu chắc chắn hơn và nhanh chóng hơn.